Đây là một set sách về chủ đề sống sót, kỹ năng sinh tồn, gọi là kỹ năng sinh tồn của Marie Curie. Đây mình sẽ có cái content môi trường, sẽ chuẩn bị trang thiết bị, những cái kỹ năng sinh tồn cơ bản, những cái kỹ năng cắm trại gọi là nâng cao, di chuyển, sức khỏe và năng lượng. Đó, kiến thức. Đây sẽ là những cái thông tin chung về cái thế giới nè, tận cùng của thế giới nè, ngoài internet nè. Vùng Bắc Cực nè. Là nhiệt độ gió, gió về nhiệt độ như nè. Mình sẽ ghi chú lại sau khi mình đọc những cái quyển sách này. Rồi mình sẽ sẵn sàng để mà bắt đầu cho một cái cuộc chuyến thám hiểm vùng Bắc Cực, Nam Cực, những cái mẹo nè. Chuẩn bị quần áo nè, đồ lạnh, thực phẩm và thuốc, những dụng cụ, vật dụng cần thiết nè. Trước khi đi thì phải làm những cái gì nè. Rồi mình sẽ ghi chú lại trong này. Rồi khi mà mình đến nơi thì mình sẽ làm những cái gì đầu tiên nè. Xây dựng những cái hang tuyết trước nè, để mà mình trú ẩn nè, cái trạng thái đóng băng nè, lạnh quá là cũng sẽ bị giống vậy nè, giữ ấm và cái nhiệt độ, những cái mẹo. Rồi cái này về năng lượng, này cho cách chỉ mình cách tạo lửa nè, nước trong cơ thể nè, cách để giữ nước nè, lấy nước từ tuyết nè, xuyên qua xông hơi dưới lửa và để cái này xuống dưới là hứng, cắm trại nè, làm những cái lều tuyết nè, nhận diện các dấu vết của các loại vật nè, các dấu chân nè, quyển này tiếp theo là những cái người đàn ông và phụ nữ thay đổi thế giới. Đó, cách mà bạn thay đổi thế giới nè. Đây mình sẽ có những cái nhân vật này. Alexander Đại Đế nè, Caesar nè, Elizabeth, Napoleon, mình sẽ đi lướt qua. Cái nhân vật này mình chưa biết nè. Các Mark Lenin nè. Trong này vẫn có nhiều nhân vật mà mình chưa biết nha. Quyển này cũng khá là hay. Chắc là lát quay xong sẽ đọc nè. Nelson nè, Archimedes, nhà vật lý học nổi tiếng của thế giới. Charles Darwin, này là dịch thiếp tiến hóa của loài người phải không ta? Thomas Edison nè. Rồi thôi, bài này quá là vĩ đại rồi. Marie Curie. Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ. Quá trời nhiều luôn á. Leonardo da
fancy, mình rất thích ngài này. À, sẽ có những cái thông tin của ngài này. À, có Mitchell này nữa nè. Hai tượng đài trong nền nghệ thuật của thế giới, William Shakespeare nè. Và bên này là về văn chương Beethoven, Mozart, Glashmark. Những nhà văn nổi tiếng của nước Anh nè, đã cho ra đời rất là nhiều tác phẩm ấn tượng, ví dụ như là có quyển Kiêu Hãnh và Định Kiến nè, Henry Ford, Hãng Xe Ford, Monet, Van Gogh, Picasso, Anna, Bill Gates nữa nè, Bill Gates. Rồi, ok hết rồi. Trời quá trời nhân vật luôn, quyển này khá là hay.